Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ báo giá dòng xe tay ga cho anh chị bạn của Honda, ví dụ như là Vision, AB, Vao rồi lại SH. Số thì có future. Thì đồng hành giới thiệu trong đây thì có anh Kiều, sự hỗ trợ giới thiệu của mời Kiều ạ. Hello, xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã click video của Kiều nha. Kiều hiện tại là đang đứng ở cửa hàng xe máy Khải Quang ha. Địa chỉ là 16/23 Bình Gõ A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Hôm nay Kiều sẽ báo giá sơ những dòng xe hiện tại Kiều đang bán nha. Tại vì giá review xe thì anh chị đã biết hết rồi, thì hôm nay Kiều sẽ báo giá nhanh những cái dòng xe hiện tại thôi để cho anh chị nắm bắt giá nha. Rồi anh chị có lên cửa hàng thì hoặc là muốn hỏi thêm dòng xe nào thì các bạn nhắn tin hoặc là gọi điện cho Kiều để Kiều hỗ trợ nha. Rồi. Kế bên Kiều là một em SH160 phiên bản ABS nha các bạn nha, màu trắng đen mẫu mới ha. Rồi, hiện tại SH160 những cái dòng CBS thì giá của bên Kiều là 91 triệu nha. Còn những cái bản ABS là 101 triệu nha các bạn. Các bạn mua góp dòng SH này thì mình đưa trước khoảng tầm cỡ 10 triệu cho 125 và 20 triệu cho 160 này nha các bạn nha. Và các bạn mua góp thì chỉ cần đem căn cước công dân thôi. Còn ví dụ như mà anh chị nào mà có bằng lái công ty, bằng lái này hoặc là bảo hiểm công ty á, thì mình đem theo luôn để Kiều hỗ trợ và lãi suất thấp nhất nha. Rồi. Và các bạn muốn mua dòng xe nào hay là muốn tham khảo như thế nào thì các bạn nhắn tôi qua Zalo để Kiều hỗ trợ tư vấn kỹ hơn ha. Rồi. Kế bên là một em SH125 160 luôn mà bản CBS các bạn, 160. Bản CBS này thì mẫu này hiện tại giá là 91 triệu ha. Còn SH125 đó, những cái bản mà CBS đó là 71 triệu ha. Còn bản ABS là 81 triệu đó, cho nên nói chung là trên lệch nhau 10 triệu đó các bạn nha. Và mua dòng 125 thì các bạn đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 10 triệu thôi là các bạn lấy xe được rồi nha. Rồi. Ha. Và những cái dòng xe, những cái mẫu này thì màu riêng thì bên Kiều đều có đầy đủ hết. Còn ví dụ như mà anh chị muốn thích màu nào á, của riêng mình đó, thì quý vị nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ lên theo yêu cầu của anh chị nha. Rồi, đây. Còn cái bên nữa là SH nữ ha các bạn ha. SH nữ thì nói chung là bản màu bao nhiêu màu là bên Kiều có đầy đủ bao nhiêu màu, nên là anh chị đừng có sợ hết không có màu nha. Màu riêng là bên Kiều có đầy đủ luôn ha. Rồi, thì cái bản mà ABS á, thì bên Kiều giá là 63 triệu cho SH mo nha. Còn những cái bản là CBS nè, bên Kiều có giá là 56 triệu. Và cái dòng SH Mo này thì các bạn mua góp đưa trước cái bên Kiều khoảng tầm từ 10 triệu là mình nhận xe nha các bạn nha. Rồi. Màu thì các bạn muốn gửi màu thì gửi màu qua, còn không thì mình cứ lên cửa hàng mình coi trực tiếp luôn ha. Rồi. Vao. Radio hiện tại bên Radio thì bên Kiều có sắc bên này là Radio 160 này. 160 thì bên Kiều có hai bản là bản Indo và bản Việt Nam nha các bạn nha. Các bạn để ý là bản Indo thì có hai cái nút này, còn bản Việt Nam thì không có nha. Rồi, bản Indo thì hiện tại bên Kiều đang đã giá là 43 triệu và bản Indo là bản Việt Indo là 43 triệu còn bản Việt Nam là 45 triệu. Các bạn mua góp đưa cho bên Kiều khoảng tầm từ 3 triệu là mình nhận xe nha các bạn nha. Rồi, màu thì bên Kiều lên theo yêu cầu, nên là cứ thích màu nào thì cứ việc nói với Kiều, Kiều lên sẽ lên theo yêu cầu cho các bạn ha. Rồi, còn Vario 125 thì nói về màu Vario 125 thì bên Kiều có rất là nhiều là các bạn, rất là nhiều luôn và kể cả ở kho nữa các bạn nha. Rồi, Vario 125 những cái bản màu zin chìa khóa thì giá của bên Kiều là 35 triệu ha. Còn bạn những cái bản mà chìa khóa không bên màu zin như thì là 38 triệu. Và các bạn lên màu 3D như thế này này thêm cho Kiều 1 triệu là được ha, như Kiều mẫu cũng quay như mọi lần á. Và các bạn mua góp dòng Vario này thì mình đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 3 tới 4 triệu hoặc là 2 tới 3 triệu thôi là góp được. Hoặc các bạn đưa trước 10 triệu thì Kiều sẽ hỗ trợ luôn các bạn góp cho các bạn ha. Rồi. Qua bên này thì số này, future. Xe số thì có future rất là hot hiện tại luôn. Dạ đúng rồi, future thì bữa giờ bên Kiều bán cũng rất là chạy luôn nha các bạn nha, hầu như là future cũng bán cũng nhiều lắm á. Nè. Bên kho thì đủ màu. Dạ đúng rồi, nói chung là future màu thì bên Kiều có đầy đủ nha. Những future mà bánh căm màu zin thì giá của bên Kiều là 33 triệu, còn bánh căm mà bánh mâm mà màu zin thì là 35 triệu, còn như mấy em này nè. Là khách yêu cầu bên Kiều độ đấy các bạn, độ này, độ màu này. Hiện tại độ màu thì giá của bên Kiều thêm 1 triệu thôi, bên Kiều bán mỗi lần thêm 1 triệu thôi là được nha. Và dòng future này thì các bạn mua góp đưa trước 2 triệu tới 3 triệu cho Kiều là được nha. Còn bạn nào đưa trước 10 triệu thì Kiều sẽ hỗ trợ luôn cặp cho các bạn nha. Rồi. Rồi đây, Vision. Vision thì nói về Vision thì quá nhiều phiên bản, quá nhiều màu luôn các bạn à. Nhiều khách hỏi, nhiều khách cũng như em ra phiên bản nhiều khi em còn không nhớ nữa nha. Rồi, future quá trời mà Vision này quá trời màu luôn, thì giá hiện tại của em nó sẽ là dao động khoảng tầm từ 30 triệu 500 cho tới 36 triệu cho tất cả các màu luôn nha các bạn nha. Ví dụ như em Vision đặc biệt này thì giá của em này sẽ là 33 triệu 500 cho cái này. Ví dụ còn em này là bản cao cấp là 32 triệu mà lên màu 3D này, các bạn thêm Kiều 1 triệu là được nha. Và mua góp cái dòng này đưa trước khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu thôi là mình nhận xe nha. Màu thì rất là nhiều nên là anh chị lên cửa hàng chọn dòng Kiều ha. Rồi. Thôi. AB bên Kiều có 125 và 160 nha các bạn nha. Thì năm nay thì AB ra màu rất là nhiều luôn nha các bạn nha. Thoải mái lựa chọn luôn ha, màu cũng cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi. Nè, Ario 125 là AB 125 này thì giá của bên Kiều hiện tại là từ 41 triệu cho tới 44 triệu nha các bạn nha. Tùy theo màu nha các bạn nha. Ví dụ như màu đen nè, màu đỏ nè, màu xanh nè thì giá hiện tại là 41 triệu. Còn những cái bản như là bản thể thao này, màu xám nè, bản đặc biệt nè, bản đặc biệt màu đen này hoặc là màu xanh xanh này thì giá là 44 triệu ha. Các bạn mua góp dòng AB 125 thì mình đưa trước khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu thôi là góp được nha. Còn AB 160 hiện tại những cái bản mà tiêu chuẩn
thì giá của bên Kiều là 58 triệu, còn những cái bản mà đặc biệt thì giá là 60 triệu. Mua góp mình được trước khoảng tầm từ 7 tới 8 triệu là góp được các bạn nha. Rồi ok, thì đó là giá xe, anh em nào có nhu cầu mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, xin chào. Xin chào các bạn.